Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi vặt vải, đi luộng các thứ nha mọi người. Mời anh em tất cả mọi người cùng đón xem nha. Chú bà ơi, vất vả đâu? Xin hộp nước ngọt nè, con à. Chào thôi. Thế bé. Tí ra cây sông to kia đừng ngồi. Tâm giờ quay được mấy cái chứ bà. Quay được cái nữa. Cái sự. Một cái mới miếng. Mỗi ngày phải leo được 10 cái. Anh Cương leo được mỗi ngày leo được 10 cái chứ quả. 90 cái. Hả? 90 cái. 90 cái. Cháu phải leo 11 cái. Mình có nhiêu tiền? Mày leo được 1 cái chứ quả khưởng không 1 cái. Thật. Cứ làm nhiều nhiêu rồi làm đôi giày không phải là gì đi làm hai ngày mới đủ không đến đôi giày phép nó gọi là đôi giày ly kê e sport 2 triệu bè nó gọi là gì này mê kukuri gì ấy. Đẹp lắm 2 triệu vậy. Mua mấy cái kéo để dám đi chỉ sợ thế thôi đi đá bóng cái chưa kịp nghĩ bóng có bác ngôn hay không nhìn cái một xíu hay không thực tế kéo không dám đi có muốn không nhỉ có muốn không? Mai quay đâu chú à? Để chỗ nào là dâm dâm anh yếu thế mà nhắc mở cái nó cho xuống đi cho mình không mặt thế mặt thì nói là thế nói là có thế mặt đó kể cười đi chứ không ạ đấy này mặt cả cuồng đấy nhỉ
khoan thì nói xong ấy, bẻ vào nói đi. Xong ấy để chỉ người đó nhá. Nhưng cứ để cả cuống ấy nhá. Không được rồi sao? Ra xong. Chỉ thôi. Ê nhá, nhớ không ác, không phải cứ ngưỡi trong cái dài đấy nhá. Không bắt được cái gì. Đi vật vài để có cái đớp anh em ạ. Đấy phải thiếu nhỉ. Đoạn đấy. Để đặt ra đi. Vừa mát vừa được ăn anh em ạ. Thôi đi 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 lấy mấy thôi đi 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 chấn thương em ạ.
Ông Quảng với ông nghe nói nhau rồi. Khéo ông chú Quảng nọ đi lúc gặm hết mẹ và anh em nhỉ. Wow, Tito strong here, strong here, good to. Đây mấy chú quạng. Đây đây đây. Mấy chú bẻ nhau mấy gì ở dưới mấy nhặt bẩn lé thôi. Nhá. Không, thôi đấy. Cháu cũng bẻ. Nào. Thank you.
Thôi đây này, chú Hoàng ra chỗ anh ngồi đây nhỉ. Vài tiêu ăn thì ngon khỏi bàn. Lẻ lẻ này mình cứ cúi thôi. Căng mọng mình.
sau một hồi vặt cực kỳ nhiều hơn anh em nhá. Tiếp tục vặt rồi cho đến khi ít nhất là hết cái cân này. Chỉ có làm này mệt các anh em ạ. Mẹ ảo thật chứ. Mấy ông ngồi thưởng thức vải nhỉ.
vải cực kỳ ngon anh em ạ. Vải thiều ăn tuyệt vời. Ngọt mà nó cứ phải gọi à. Anh em nhìn nhá, ngọt rất là lắm luôn rồi. Đây một cây luôn. Nó được gọi tan vài kiêu là vài kiêu. Video đi vặt vải của chúng tôi xin được kết thúc tại đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những clip tiếp sau. Xin chào tất cả anh em.